thì phần lớn là do chúng ta ăn. Thì nếu mà chúng ta tốn tốn phải ăn thoải mái, tức là cái nghĩa là chúng ta làm một cái nguồn năng lượng quá nhiều, thì như vậy là không đúng, không có chính xác về mặt khoa học. Muốn giảm cân là chúng ta phải tìm đường cho nó tiêu hao năng lượng, hoặc là chúng ta phải bằng cái cơ chế ức chế hình thành và tăng cái ly giải hô mỡ chẳng hạn, thì nó phải đánh từ bên trong. Còn chúng ta ép cái cơ thể mình để mà buộc phải giảm cân hoặc cắt luôn cái nguồn năng lượng từ thức ăn, mà người khác là uống sổ hoặc là pha bú bên ngoài, cái đó chỉ là ngoài da thôi, thì rất thiếu những cái thông tin chứng cứ và khoa học để cho xác nhận cái hiệu quả của nó. Chúng ta phải thận trọng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất là nhiều. Hành trình giảm cân lấy lại vóc dáng của chị em phụ nữ thì quá gian nan, đúng không ạ? Ăn cũng sai, tập luyện cũng sai, rồi là tìm nhiều cái phương pháp uống thuốc hay mua kem thì cũng sai. Vậy thì không biết làm thế nào để đúng và làm thế nào để có một cái bí quyết giảm cân mà vừa khoa học mà lại vừa hiệu quả, thưa tiến sĩ bác sĩ? Để đạt được cái việc mà chúng ta giảm cân như mong muốn, cần nhớ rằng phải giảm từ từ, đừng có giảm quá nhanh, đừng có quá vội vàng. Phương pháp giảm cân khoa học thì trên hết đó là sẽ bằng ba cái nguyên tắc, đó là chúng ta phải ăn uống làm sao cho hợp lý, chúng ta phải tập luyện phù hợp, và cái biện pháp thứ ba chúng ta sẽ dùng một số cái sản phẩm của chúng ta hỗ trợ thêm, cộng hưởng thêm cái việc chúng ta ăn uống hợp lý, chúng ta vận động phù hợp, và cái sản phẩm hỗ trợ như vậy sẽ cho một cái phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả. Thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Tâm, thông thường thì tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Tâm sẽ tư vấn cho các bệnh nhân giảm cân béo phì của mình với một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào? Trước tiên là chúng tôi sẽ điều tra cái khẩu phần ăn và đánh giá có cái khẩu phần năng lượng đã nạp vào như thế nào, và cái việc thói quen họ ăn để tạo ra cái con người như vậy, và sau đó chúng tôi đưa ra những cái lời tư vấn dựa trên đó. Là chúng tôi tư vấn cái chế độ ăn để làm sao một người giảm cân từ từ và không được giảm cân quá nhiều. Một cách khoa học là trong một tháng chúng ta không nên giảm quá 10% cái cân nặng của mình. Ngoài việc giảm năng lượng thì cái khẩu phần ăn đạm